Vâng, xin chào anh em. Hôm nay thì Cường sẽ hướng dẫn anh em test cái xe International này, động cơ Mark 4 2011 này cho anh em nhé. Vâng, để kết nối cái dòng Mark 4 này thì anh em phải cắm cái jack tròn nhé. Cắm cái cục VCI này, cục VCI phát sáng này ha. Cái chuẩn của nó là G1939. Vâng, đây là cái giao diện của máy chẩn đoán anh em này. Anh em vào cái bài diagnostic nhá. Anh em vào cái phần International. Rồi anh em bấm continue này. Ok, anh em chọn jack 6 chân 9 chân, chọn động cơ anh em nhé. Quét tất cả hệ thống hoặc là chọn thủ công. Rồi, Mark 4 đời 2010. Vào cái tính năng cơ bản này này. Tính năng cơ bản này nó có đọc lỗi, xóa lỗi, xem data và kích hoạt. Còn tính năng nâng cao thì anh em sẽ vào để kích để cài sửa một số thông tin ở trên nhóm dòng dòng. Tính năng nâng cao thì anh em có thể là vào để cài đặt hoặc là thay đổi một số thông tin. Ví dụ này, RIC focus là đọc lỗi này, lỗi hiện tại, lỗi lịch sử. Cường sẽ đọc lỗi hiện tại nhé. Xe này không nổ được cho nên là lỗi rất là nhiều luôn. Đó, đây là mã lỗi, mô tả mã lỗi, trạng thái của mã lỗi. Vâng. Còn cái này là lead data, cái này là xem những dữ liệu đồng của trên xe. Để xem động cơ đâu ta. Đây. Signal hả? Default. Anh em vào đây xem. Ví dụ như là xem áp suất của nhiên liệu đi, hoặc là một số cái con áp suất này. Đây. Vân vân. Áp suất nhiên liệu này. Áp suất của ống reo. Nhiệt độ khi nạp. Áp suất khi nạp, vân vân. Thì anh em xem data là anh em vào đây nhá. Anh em xem tất cả vào đây. Còn anh em vào cái tính năng xóa lỗi là ở đây. Array focus là xóa lỗi, kích hoạt là ở đây. Anh em có thể vào tính năng kích hoạt tất cả cái hệ thống. Đó, access này. Anh em muốn kích hoạt cái gì thì nó sẽ vào đây. Ví dụ như là kích hoạt quạt này, quạt làm mát này, quạt tốc độ thấp, quạt tốc độ cao này, kích hoạt van áp suất này, kích hoạt EGR này. Những tính năng kích hoạt cơ cấu chấp hành này anh em vào đây nhé. Thì riêng về cái máy chẩn đoán riêng về máy chẩn đoán FK này ấy, thì nó có tính năng nâng cao này. Anh em vào nâng cao đây, anh em vào can thiệp của hộp. Anh em có thể thay đổi tất cả những thông số liên quan ở trong này ha. Trong này rất là nhiều, ví dụ như thay đổi tốc độ xe, thay đổi tốc độ không tải, hoặc là cài đặt một số cái. Đây. Vâng, Cường vừa hướng dẫn cho anh em sử dụng cái FK 7SD trên cái dòng đầu kéo. Nếu như anh em gặp cái trường hợp đó thì anh em cứ vào như vậy nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.